Tác phẩm Duỗi. Sợ không? Rộng mênh mông này. Đi rồi. Đi hết chỗ này chắc phải em phải quay một cái lền đằng sau này, cái phông phông của cái núi này. Em mới thấy là ở đâu có triển lãm lại có được cái phông lền như này đâu. Đấy đây em phải quay cái này hơi ngược sáng tí nhưng mà quá đẹp luôn. Quá khiếp. Ở đâu có triển lãm mà có được cái phông lền như này. Nó sẽ ngược sáng đấy nhưng mà đẹp, đẹp quá. Em chào anh ạ. Anh tí nào. Vâng. Đâu tí em quay. Cây của anh có 3 cây đây. Vâng. Thôi có gì em đang đi đường này tí em vòng xuống đằng ý mà. Quay cho anh cái nhé, quay số cho anh tí nhé. Ok anh. Chỉ có anh mới nhớ bọn em. Đây. Vâng. Rồi em đang đi vòng này quay lại mà. Ui giời ơi, cây gì mà khiếp này. To quá.
trăm đô đó này, 2,3. Hả? 500 đô đó. Xem rồi. Rồi đồ gỗ đồ đá là như. Bây giờ rồi. Hết giờ rồi. Hết ok. Ngoài cháu ở mấy bà. Đấy, cây của anh Kiểu năm nay thấy ok chưa anh? Khác chưa? Được em. Được. Cây của Phúc Thọ là mới cách đây khoảng độ 8 tháng ấy mà. Làm mấy tiền? Đâu? Năm ngoái. Nhưng mà ra đây cái da nó có thay đổi không em? Nó thay đổi nhiều. À. Nó bắt đầu thay đổi rồi. Thay đổi nó non ra. Nó cũng vừa non ra, nó lại vừa nói chung cũng có nhiều sáng ra khác, nhưng mà nó lại bắt đầu nó sạch dần ra. Vâng. Hơn ở trong kia. Bình định mà có những cây như này là cũng đáng kể đấy nhé. Cái chỉ gọi là đáng cây như thế. Cái kệ này là ngoài ra về đây mới làm cái nào trong đó. Cây của ông Thực ở nhà nhìn to mà ra đây nhìn thật lõm. Không gian rộng lớn đó mà nè. Nhưng mà anh xem video ấy, bóng của nó tăng so với ngày xưa. Tức là cái này em cắt mấy lần rồi Tuấn Anh? 3-4 lần. 2 lần, 2-3 lần. Mới cắt 3 lần chưa anh? 3 lần. Mạnh lưu lại từng video thì làm 3 lần. Nhưng mà để cắt chính thì có 2 lần thôi. Kiểu nó làm cây của anh Duyên này, Ngọc Đà Văn Lâm Hưng Yên này. Đấy, lên đồng mô nhìn rất gấu. Em cả anh đi. Cái đợt này nó... Đây kìa, chỗ nhìn thấy bụi kia chưa? Nói chung ấy, cái cây quê này là không ngắm rồi. Bây giờ không ai chơi quê nữa cả. Bây giờ đi qua được bỏ qua đúng không? Đấy, cái cây quê là bỏ qua. Ai chơi chú Lương là bỏ qua. Đấy à? Tại sao ông Lương ông ấy ác cảm với cây này thế nhỉ? Phải xem lại chủ cây à? Anh Duyên ấy bảo là mạnh hơn, gỡ ngay clip thì xuống bỏ luôn cho anh cái. Không, em không gỡ được, cho lên rồi không gỡ được. Gỡ về phải xin phép. Không phải đâu, chắc là đi đường nó gió nó bạt thế đấy anh ạ. Bông nhìn bông của nó đang bị ấy, nó đang bị cười nhiều. Ở đây họ toàn cây bự thôi anh nhờ, chả thấy cây nhỏ gì nhờ. Cái này thì có thể cành để những cái lá nó dọn nó đi. Nhưng mà thực ra là cây này nếu như em là chủ cây em ngựa em không dám mang. Chơi mà để nó còn đang làm. Bách phải nghe là như này. Những cái chén đấy mày cắt đi nhá. Ừ. Đưa vào nhá. Vừa thôi. Biết tự hay anh em nói lại vậy lại không, đưa cái máy quay vào. Không nghe những người nói. Anh em nghe.
Cái này à, cái này Ninh Hiệp đây. Đúng không? Đúng rồi, cái này Ninh Hiệp. Gươm báu truyền kỳ. Gươm báu ở cái cây gươm báu của. Có đây gọi là mũi khoan, ông thử gọi là mũi khoan. Đúng không? Sao cây này nó có cái da được như thế này em? Thì các cái da này không khó làm đâu. Do chất da của cây xanh ấy. Đấy, không phải chất da. Cái này có phải vì khó đâu. Nhưng mà thông thường thì những cái cây già thì da nó mới trắng. Trắng. Cây này nó trắng. Đây là da, đây là trắng là cỡ da, không phải địa y đúng không anh? Nói chung tóm lại là em đây là do da. Màu da không phải là này. Ừ. Trắng thì nó thể hiện là da. Nó như ở cô gái. Sao anh người ta thích con gái da trắng ông lại thì bôi phấn. À đúng. Da thật nó đi kia kìa. Con gái bôi phấn. Người ta gọi con gái trắc điểm, gọi con gái bôi phấn. Phú Thọ đây là khu vực của Phú Thọ. Ủa anh ơi, cái ổi này của Phú Thọ này ác chưa này. Đấy, không phải dạng vừa đâu. 500 triệu cái ổi này đấy. Anh thấy chưa? Cây ổi này là cây ổi của anh Kiều Việt Hải. À anh Hải, ui dồi, ông này quá nổi tiếng rồi. Rồi, cái này là anh của Hải Việt Trì đấy đúng không? Khiếp rồi, cây này thì đúng là đẳng cấp thật. Cứ thấy cây nào đẹp nghĩ buồn cười. Mấy cây xấu xấu chặt đấy nhá. Cái xấu chẳng nhận. Giống kiểu nhìn con gái, nhìn ngắm con gái xinh như có ơi. Không, cái đấy cũng được. Chỉ đứa con gái nào là sản phẩm của mình. Cái này rất đơn giản, chơi chơi được này. Nó mong quái. Ôi anh ơi, người ta đang cứa chỗ này đi này. À. Đang gì quá, đang to quá, đang hãm đấy. Cắt dần này. Đang hãm. Khiếp nhỉ, cây này nó già khô đanh. Cây này thì nó vào đây hết rồi đúng không? Cái này bây giờ cuối cùng chơi lại. Chốt lại thì chơi được mỗi cái này. Bệ. Ai bỏ em không già. Em hiệp không giả đăng. Nhưng mà anh ơi, tại sao họ mang đi mà ở trên bông tán họ không làm đi nhở? Đi triển lãm mà lao lại phần trên. Trong luân nửa ngày là đâu vào đấy. Không nhỉ, đi phải làm đẹp cho nó cái chứ nị. Thế á? Không dám sờ vào cái này để mà nếu mà để nguyên lá này thì nó khó lắm rồi. Được mỗi cái già sao trên này không làm nữa. Kiếp em Tuấn Anh à? Vâng ạ. Dạ, anh nhỉ? Ui. Nhiều lắm rồi. Đi bây giờ mới được hai phần. Cái cây này là thể loại gì? Định cho anh hay làng ấy. Làng á? Làng nào? Việt Nam. Làng nào? Dáng làng. Làng Việt Nam. Làng nào với cây đấy? Làng Đồng Mô đây. Hôm nay nó đang ở làng Đồng Mô đây. Tường vi đẹp đấy chứ. À em chào anh. Ok anh nhá. Nào bàn tay cái cho. Lâu chưa anh? Ừ lâu rồi. Thế à? Em vừa mới mãi 3 giờ mới lên đây. Thì có thu vào. Anh nói có nghe cái gì không?
này, quay đây thì quay đi. Được rồi, ông nói đi. Đấy, mong quý vị thông cảm bởi vì là cây không phải là cây của mình cho nên là có những cái bình luận nó gọi là giữ ý cho nhau. Chứ không thì nhiều lúc bình luận thì các bác lại nói này nói kia tế nhị nên là mong các bác thông cảm. Mình quay cây cho các bác ngắm thôi. Kiếp cây nguyệt quế đẹp thế. Cây to thế kiếp, đứng rõ xa quay được hết. Hoàng của bác Hoàng Văn Sắc, xanh dáng trực huyền. Cây này xanh quê, lá đẹp nhỉ anh nhỉ? Đúng không? Đây là lá đẹp. Cậu vừa rồi chứ cảnh không cậu. Cái này là do lúc cậu.
khá là bền. Ôi giời, cây này bị chỗ này phí quá nhỉ. Mặt này sâu lắm anh rồi. Hơi phí. Lòng cổ. Vâng, ok, cháu chào chú ạ. Chú xuống đây hôm nào đấy? 4 ngày hôm nay rồi. 4 ngày hôm nay rồi cơ à? Bán được cây nào chưa chú? Chưa, mang đi Việt Nam rồi. À thế à? Cây của chú để đâu? À, tít đằng dưới kia. Vâng, chú cứ đi chơi đi nhá. Vâng.